Chào mọi người đã đến với Namix, nơi chia sẻ những kinh nghiệm làm vườn dễ hơn, thú vị hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một việc mà mình nghĩ rằng ở đây trong tất cả mọi người đều đã có thể làm một lần rồi. Đó chính là bón vôi hay là rải vôi khi chúng ta xử lý đất hay là trộn đất trồng cây hoặc là ủ phân. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là chúng ta có nên sử dụng vôi để trộn vào đất, để xử lý đất hay là ủ phân, ủ rác hay không? Bình thường sau một vụ rau, mọi người thường hay rải vôi để ủ phân hoặc xử lý đất. Mục đích của việc này là làm gì cả nhà biết không? Thứ nhất là do địa hình phong hóa của lãnh thổ nước ta nên đa số các loại đất ở Việt Nam đều có tính axit, còn gọi là đất chua, tức là pH thường nhỏ hơn 7. Nhưng đất chua có nhiều nguyên nhân. Chua vì dư thừa axit do bón phân hóa học lâu ngày, nhất là các loại phân xuất phát. Chua do các sinh vật thải ra, chua do rễ cây tiết ra trong quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi bón các loại phân xuất phát quá nhiều sẽ tạo ra dư lượng chất axit sulfuric sẽ làm chua đất. Sau đó chúng ta lại dùng vôi để khử chua nên sẽ gây nên một cái bất cập, đó là tạo ra thạch cao, gây ra hiện tượng chai đất và bỏ rễ cây. Thứ hai, bón vôi để bổ sung canxi cho đất. Nhưng cái việc cung cấp canxi này thường cây không hấp thụ được ngay, mà ở dạng này cần phải mất ít là một năm thì cây mới có thể hấp thụ được. Thứ ba, hiện tại trên mạng thì mình thấy còn rất nhiều cái hướng dẫn về việc trộn thêm vôi vào đống ủ khi ủ phân. Vì vôi có tính nóng và sát khuẩn mạnh để giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, cái việc này đồng nghĩa với cái việc là bạn luôn tiêu diệt luôn cả vi khuẩn có lợi và các vi sinh vật có lợi, làm giảm cái độ tơi xốp của đất và hấp thụ dinh dưỡng của cây. Nếu như mà cái pH này nó cao, nó làm cho tăng pH của đất lên. Đặc biệt đó, trộn vôi vào đất hay đống ủ có thể làm giảm hiệu quả của phân hữu cơ vì làm mất đạm do quá trình bay hơi của ammoniac. Khi pH vôi môi trường nó tăng lên thì ammoniac có thể chuyển từ cái dạng amoni sang cái dạng khí là NH3 và làm bay hơi lên. Nghĩa là khi trộn vôi vào làm tăng pH của đống phân hay là đống đất thì giúp thúc đẩy cái việc bay hơi nitơ là mất đạm của đống đất hay là đống phân ủ của bạn. Vì thế là khi sử dụng quá nhiều vôi có thể làm cho đất trở nên quá kiềm hay là tăng pH của đất, gây hại cho cây trồng nhạy cảm với đất kiềm và làm giảm khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng như là sắt, mangan và phốt pho. Thì về theo mình á, thì nên chúng ta nên có một thiết bị đo pH để xác định được pH đất đang ở mức nào để tính toán đúng lượng vôi khi bón vào đất. Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao mình cũng bón phân, cũng tưới nước như người ta, thậm chí còn bón nhiều phân hơn, đều đặn hơn mà cây vẫn yếu, vẫn còi, không tốt không? Một trong những yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ cây đó là độ pH. Đất có độ pH từ 6 đến 7 được xem là độ pH lý tưởng cho hầu hết các loại cây trồng. Ngoài phạm vi này thì đất có độ pH thấp gọi là chua hay là cao gọi là kiềm thì thường chỉ thích hợp với một số loại cây đặc biệt thôi. Vì thế, khi chúng ta sử dụng vôi thì cần sử dụng vôi hợp lý bằng cách kiểm tra độ pH đất xem có đang có tính axit hay là kiềm. Trong trường hợp mà các bạn không có các thiết bị đo pH thì theo mình chúng ta không nên bón vôi vào đất hay là bón vào trong đống ủ khi ủ phân. Thực tế là trên các cái hướng dẫn hay là những bài báo trên mạng á, cái việc khô hoán sử dụng hay là xử lý vôi được truyền thông quá rầm rộ, làm cho mọi người thường hiểu lầm là phải cứ rải vôi thì mới trồng được rau, trồng được cây hay mới ủ phân được. Đây là một cái kiến thức mà chưa được chính xác khi mà chúng ta áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Việc rải vôi chỉ nên được sử dụng khi chúng ta đo được và biết được pH của đất, và nên dùng với những vùng chuyên canh lớn, vùng đất bị phèn hoặc vùng đã sử dụng quá nhiều phân bón hóa học và những vùng bị nấm bệnh quá nhiều gây chết hàng loạt đồng bộ. Còn những người làm vườn rau gia đình như chúng ta, quy mô đất trồng không quá lớn, hơn nữa nguồn gốc đất của chúng ta đã sử dụng và trải qua xử lý rồi. Và các bạn cũng đã biết cách xử lý đất như nào ở video trước, mình có chia sẻ chi tiết, mọi người có thể xem lại. Nhưng tóm lại, chúng ta nên hiểu rõ về vôi, về các đặc tính của nó mới đem ra sử dụng. Làm dụng vôi, theo mình thì nó sẽ lợi bất cập hại rất là nhiều. Hy vọng sau clip này mọi người sẽ hiểu đúng hơn về cách sử dụng vôi để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, giúp cho mọi người làm vườn dễ hơn, thú vị hơn. Và nếu các bạn thấy video hay thì có thể bấm like hoặc subscribe. Và đặc biệt
là hãy đặt câu hỏi cho Namix và Namix sẽ lựa chọn các câu hỏi hay, còn mình sẽ làm video trả lời trực tiếp. Đối với các bạn có câu hỏi được Namix trả lời, Namix sẽ có một phần quà cho các bạn. Tạm biệt mọi người.